Rồi, xin chào các bạn. Video này quay em lại Trọng Ánh nha. Em là Trọng Ánh là trong công ty mình á là có rất nhiều cái sản phẩm cải tiến sáng tạo và được lên báo nữa nha. Báo 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 gì em? Báo 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 người lao động. Mà báo nói chung mình sẽ lấy cái hình nền đó. Mình sẽ đưa lên cái nội dung ha, mình đưa nội dung anh em sẽ thấy là cái báo đó nằm ở cái đầu video. Rồi. Bây giờ anh này là cái cơ duyên nào mà đưa em đến Việt Thắng vậy anh? Nói ra thì nó cũng hơi dài, nhưng mà cái cơ duyên mà đến Việt Thắng là em có một cái người bạn mà cũng làm ở trong này thì giới thiệu em vào trong này làm. Thì đầu tiên thì cái quá trình em làm á thì là đi đi ca đi ca, sau đó thì làm được một thời gian thì mình em muốn chạy thêm cái công việc nữa, nên là em xin chuyển về chương trình em làm. Về đây thì thấy công việc nó ổn định hơn, mà cái giờ giấc, cái quan trọng nhất là cái giờ giấc của nó thì nó cố định, nên là mình có thể sắp xếp mình làm thêm được các cái công việc khác. Các sinh viên vào Việt Thắng này. Rồi, cái em suy nghĩ sao? Em suy nghĩ gì mà em lại là có những cái sản phẩm mà nó thiết thực À cho anh biết cái suy thì nghĩ của trước em ấy. mình cũng từng đi ca rồi anh, biết được cái những cái khó khăn mà nó còn tồn đọng trong các cái nhà máy. Ví dụ như mình trực tiếp mình làm một cái khâu đó thì mình cảm thấy như cái này cái chỗ này nó chưa được lắm, nhưng mà để mà giải thích với lại cái người mà quản lý mình á, sau đó mà để sửa chữa thì nó rất là mất thời gian. Thì chính vì cái lý do đó mà sau khi mà em về thị trường thì em muốn cố gắng là làm những cái gì mà nó tốt nhất để cho anh em công nhân nó bớt được. Ok, cái này là nó gọi là nhân văn, nó đăng tính nhân văn. Để anh hỏi em này, bây giờ em chia sẻ đi, dù là nghĩa là em muốn làm một cái ra một cái sản phẩm nó giúp hỗ trợ mình bớt cái sức lao động, thì em chia sẻ các bước để em hiện thực hóa nó, không? Rồi chia À, sẻ thực là ra cái đã thấy quan thì trọng á. cái đầu tiên là mình phải nó phải có cái khó khăn ở cái công đoạn nó đã, thì mình mới biết được là ở chỗ này nó cần cần đến cái đó, nó tại sao mà nó lại phải cần đến 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 cái mà mình sáng chế ra. Thì cái đầu tiên là cái chỗ đó, cái công đoạn đó là nó phải gặp cái khó khăn, đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai thì cũng một phần là mình đam mê cái khả năng sáng tạo của mình nữa. Rồi muốn là cái công việc ở cái công đoạn đó ấy, nó đỡ, nó gọi chung là nó đỡ khó khăn đi, thì mình có cái nền tảng để mình có những cái sáng kiến như thế anh. Rồi, mình bắt đầu cái này, nó các bước là nhiều cái bước chung chung cho các bạn xem, các bạn có thể nắm được. Vậy là các bạn cũng có cùng muốn để làm một cái sản phẩm đó của mình, nhưng mà nó còn gặp thắc mắc hoặc là không biết là tiến hành như thế nào, thì em giúp cho các bạn là giải À tỏa những đúng rồi, câu thì đầu câu tiên là mình phải có kế hoạch. Trước tiên là phải có kế hoạch. Kế hoạch là cái sản phẩm mà mình sáng chế ra, nó là cái sản phẩm gì và mục đích của nó sử dụng để làm cái gì. Khi mà mình đã nắm được hai cái đó rồi thì mình mới tiến hành là đưa cái mà sáng kiến của mình đó lên trên ban lãnh đạo, phản biện rồi giải thích tại sao là mình cần đến đến cái sáng kiến đó. Rồi. Thì nếu mà ban lãnh đạo mà cảm thấy ok ở chỗ này cần thì duyệt cho mình làm cái đó, duyệt cho mình làm cái đó thì mình có các bước tiếp theo là lên ý tưởng rồi, là sau đó mình sẽ bước tiếp theo là mình sẽ thiết kế kế ra cái mà cái máy móc của mình có ý tưởng đó. Sau khi thiết kế xong thì mình lên vật tư cần những loại vật tư gì, sắt, thép, rồi đó là phần cơ và phần điện nữa. Phần điện thì cần người hỗ trợ, ví dụ như bên tụi
anh Hoài chẳng hạn, là phải hỗ trợ bên điện cho tụi em, nên tụi em cũng không thể nào mà có thể là làm từ A đến Z được. Thì sau khi mà vật tư các thứ đã có hết rồi thì bắt đầu mình tiến hành là mình làm sản phẩm thôi. Rồi em có thể chia sẻ cái phần mềm nào mình giúp mình có thể mình dừng được một cái gọi là cái dừng được một cái máy trong để mô hình để mình dễ mình hình dung. Thì ngày trước thì em học thì em hay học là 3D và một cái nữa là 3D Max, nhưng mà cái mà thông dụng nhất bây giờ mà có thể dựng từ cái sơ khai mà lên đến một cái sản phẩm hoàn thiện đó, thì nên là sử dụng SketchUp. SketchUp, ok. SketchUp thì nó cho anh từ cái mảng 3D mà qua 3D qua từ 2D mà qua 3D. Sau đó là cho mình can thiệp vào từng chi tiết nhỏ nhất. Đó, mà hiện tại bây giờ em vẫn đang sử dụng SketchUp. Cái công cụ mà thiết kế chính của em đó. Là mình dựng hình lên, là mình dựng lên ra cái mô hình của mình muốn, đúng không? Rồi từ cái sản phẩm đó, ở trong đó có thể giúp mình tính toán được cái vật tư trong đó luôn không? À có chứ anh. Có luôn hả? Tất cả luôn. À nó tiện lợi vậy luôn. Vâng. Có nghĩa là thông qua cái này là giới thiệu một phần mềm SketchUp. Cái đó nó mô phỏng cho mình vật liệu như thế nào rồi cấu trúc ra sao rồi chất liệu là gì. Quá hay. Như vậy là em hãy kể cho anh những cái công trình của em. Công trình của em mà anh hiện tại là anh thấy nó rất hiệu quả. Có nghĩa này, mình đầu tiên là mình phải có ý tưởng là mình muốn là giảm bớt xáo động. Tại vì mình là chính người đã làm trực tiếp rồi. Thấy không? Rồi mình bắt tay vào mình làm, ý tưởng bắt tay vào làm, rồi mình làm. Rồi mình làm vừa cải tiến đúng không? Nó chắc chắn là sẽ không như cái ý mình muốn bắt đầu thì mình cải tiến. Thì hiện tại những cái mà đang xài đây rất ổn định. Đúng chưa? Rất ổn định. Đó thì em kể cho anh một số mà những cái tác phẩm thì của em. Ở tại đây và có thể là ở ngoài luôn. Nhà máy sợi 2 này thì đang có nhiều những cái sáng kiến của em á. Thì cái nổi bật nhất vẫn là cái máy vệ sinh compact và cái máy tách màu ống. Đó là hai cái sáng kiến lớn trong mà được áp dụng rộng rãi ở trong nhà máy mình. Đó là hai sáng kiến lớn. Những cái sáng kiến nhỏ thì nhiều, nhưng mà để mà có nghĩa là nó cũng là bên nếu mà nói về cho những cái người mà trong cái ngành dệt may á thì người ta sẽ hiểu, nhưng mà nếu mà nói về những cái người mà không ở trong cái ngành dệt may thì nó rất là khó. Đây là em chỉ có đề cập tới hai thì mình nói là nó nằm trong một cái ứng dụng trong cái lĩnh vực của mình thôi phải không? Nhưng mà chắc là sau này cũng có cái gì để mình đi ra xa hơn chứ đúng không? Chắc có sản phẩm. Chắc em có sản phẩm như cái đó, nên có bật mí được không? Hay là để dành? Cũng hiện tại thì em đang muốn tạo cho mình một cái sản phẩm riêng mà muốn đáp ứng cho thị trường bên ngoài. Đa số là về giới trẻ, còn sản phẩm như thế nào thì có lẽ là để lần sau thì chia sẻ sâu hơn. Cái này nên giữ lại để cho nó bí mật hay hơn phải không? Vâng. Rồi, cảm ơn em đã tham gia phỏng vấn. Dạ. Không, anh là lần đầu tiên phỏng vấn nó chi tiết, tại vì cái sao? Anh thấy nó cần, để tại vì sao khi mà mình có một ý tưởng mà mình phải có một que giai đoạn đi, mình đi đúng hướng nó mới đi được, đúng không? Có thể là mình cứ nghĩ là vậy, nó nhặt đầu mình không nằm trên giấy là nó sẽ không bao giờ tạo ra sản phẩm, đúng không? Có mình là mình sao mình nghĩ là nó là như vậy, xong mình tưởng tượng, có tưởng tượng không? Em có tưởng tượng là nó là nhắm mắt lại, có tưởng tượng là nó từng cái nó biến ra thành cái máy không? Có bây giờ em tưởng tượng không? Có, nhưng mà để mà làm như thế thì mình rất mất thời gian anh. Mà làm theo kiểu mà làm lâu thì nó thì nó không hiệu quả. Thì để mà hai cái công trình lớn đó thì cũng rất là cảm ơn anh Hoài. Phải có kênh YouTube là kênh này. Thì cũng cảm ơn anh rất là nhiều đã hỗ trợ và đồng hành cùng em bên mảng điện. Em cũng rất là may mắn vì được gặp anh. Em hy vọng là trong tương lai gần nhất thì anh em mình sẽ có nhiều những cái mà đồng hành với nhau nhiều hơn để hỗ trợ cho anh em công nhân trong nhà máy, cũng như là nếu mà có thể tốt hơn nữa thì mình có thể nhân rộng những cái sản phẩm của mình nó ra các cái nhà máy khác. Đúng. Cho nó đạt cái hiệu quả cao hơn. Ok. Quá tốt. Bây giờ anh sẽ lấy cái báo của em. Nhưng cái báo em làm hình nền của video này. Rồi anh sẽ ghi chút nội dung anh sẽ bàn luôn. Bây giờ anh sẽ làm luôn nha. Rồi chào. Xin chào. Xin chào các anh. Rồi xin chào các bạn nha. Rồi.